Chương 682: Lựa chọn của Lâm Phong. Mọi người nghe lời của Tử Kim Long Vương đều cảm thấy chấn động. Điều kiện thực phong phú, Đông Hải Long Cung là bá chủ trung phẩm đế quốc Đông Hải. Chỉ cần Lâm Phong gia nhập, công pháp thiên cấp túy Lâm Phong chọn lựa. Hơn nữa, công pháp võ ký có thể liên quan đến lòng vũ hồn của Lâm Phong, càng phát huy ra uy lực cường hãn. Trừ cái đó ra còn có cơ hội được tứ đại Long Vương và Long Chủ chỉ đạo tu luyện. Không thể không nói điều kiện của Tử Kim Long Vương đưa ra khiến cho người ta khó mà cự tuyệt. Tử Kim Long Vương, lời ngươi có phải hơi nhiều không? Sắc mặt Bắc Minh rõ ràng cứng ngắc nhìn Tử Kim Long Vương. Chỉ là lời này quá đáng hận. Đợi chút sau ngay đây. Tử Kim Long Vương cười cười nói với người khác. Những người khác bằng lòng gia nhập Đông Hải cùng ta. Long Cung nguyện phụng là thượng khách, các người có cơ hội trở thành một phần tử bá chủ đế quốc Đông Hải. Lúc đó khu vực con này, các người có thể quét ngang không ai dám động. Dứt lời, Tử Kim Long Vương mới coi như nói xong. Tiếp theo, để ta đi. Người cầm đầu Cửu Tiêu Kiếm Môn mở miệng, mắt hắn là dừng trên người Lâm Phong. Tu bị huyền vũ cảnh tầng 8, ý chí kiếm đạo tầng 5, thành tựu kiếm đạo của người khiến ta kinh ngạc. Cửu Tiêu Kiếm Môn ta mạnh mẽ đến đâu không cần giới thiệu. Tóm lại, thế lực ngang hàng với Đông Hải Long Cung. Trong Cửu Tiêu Kiếm Môn ta có kiếm tôn. Người nếu gia nhập kịch tông ta có thể nhanh lĩnh ngộ được ý chí kiếm đạo một cách triệt để, thành tựu kiếm chi áo nghĩa. Một kiếm chạm phá cửu tiêu, Cửu Tiêu Kiếm Môn ta là thích hợp với người nhất. Nói rồi mắt hắn nhìn phía Lăng Tiêu. Kiếm của người không tệ, hoàn ngành gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn ta, thành tựu tù cường đại chân chính. Cửu Tiêu Kiếm Môn ta toàn bộ là kiếm tù, cũng chỉ thủ kiếm tù. Còn cả người cũng hoan nghênh, các người đều nghĩ một chút. Cuối cùng, người này nhìn về phía nam tử sử dụng ngân kiếm. Ở đây chỉ có 3 người là kiếm tu, mà Cửu Tiêu Kiếm Môn chỉ thu kiếm tu, dụ số với kiếm tu không thể nghi ngờ là to lớn. Quả nhiên nghe tới lời người này, Lăng Tiêu bằng người sử dụng ngân kiếm mắt dao động. Cửu Tiêu Kiếm Môn là lực lượng khủng bố ngang hàng thần cung cùng Đông Hải Long Cung. Mấy người ở đó toàn bộ là kiếm tu thiên vũ cảnh. Đây không nghi ngờ là thiên đường kiếm tu, họ sao không động tâm cơ chứ? Tiếp đó là người cầm đầu Ngọc Thiên Hoàng tộc, hoàng giả chi khí khắp người, ánh mắt hắn dừng trên người Đoàn Vô Đạo và Quân Mạc Tích. Đoàn Vô Đạo, Quân Mạc Tích, các người đều có huyết mạch vương giả, một người vương đạo chi khí bá đạo, ồ đạo, một người hạo nhiên chính khí. Ngọc Thiên Hoàng tộc ta coi trọng nhất là hai người, lúc nào cũng hoan nghênh các người gia nhập. Còn Đế Lăng, tuy người không có vương khí bẩm sinh, nhưng có thường thiên huyết mạch vô cùng bá đạo, chúng ta có thể khiến người thành tựu vương giả bá khí. Nam nhân đầu đội vương quan, cao quý mở miệng, trên người lộ ra hoàng giả chi khí, chỉ để ý 3 người Đoạn Vô Đạo, Quân Mạc Tích cùng Đế Lăng. Cuối cùng là đám Phong Đồ Ma Tông, người cầm đầu lộ ma đạo trí cường đại, mắt của hắn trực tiếp dừng trên người Lâm Phong. Lâm Phong, người có ma tôn chi thân, hiển nhiên tu luyện ma công cùng pháp cường đại. Nếu bằng lòng thành phần tử ma tông ta để cho ngươi thành ma đầu cường đại, ma tôn chân chính, ai gặp ngươi đều e sợ. Còn có Đoàn Vô Đạo, Đế Lăng, Quân Mạc Tích, huyết sát Phong Đồ Ma Tông ta cũng hoan nghênh các ngươi. Trừ thần cung ra, 4 cỗ thế lực đáng sợ, trong đó 3 cỗ thế lực là muốn lung lạc, đầu tiên là Lâm Phong. Lâm Phong có vũ hồn cửu long, thiên vệ thú, là kiếm tu, đồng thời tu luyện cửu phận, cửu truyền Phật ma công. Vì thế tam đại tông môn này đều thích hợp với hắn, đều lung lạc hắn. Tiềm lực Lâm Phong đáng sợ, họ hy vọng nhất là Lâm Phong gia nhập, sau mới tới người khác, như Đoàn Vô Đạo, Đế Lăng hay Quân Mạc Tích. Thứ hạng thi đấu thuyết vực lần này không hề ngẫu nhiên, mà dùng lực lượng liên đoạt, trần thực rõ ràng không hề có nửa điểm giả dối. Thiên vũ ai thế nào bọn họ đương nhiên nhìn rõ. Năm cỗ thế lực khủng bố nói rõ ràng, tiếp theo là xem lựa chọn mỗi người họ là muốn gia nhập thế lực nào. Mắt nhiều người nhìn phía sư tôn họ, hoặc phụ thân, đặc biệt là người có sư môn, không dễ lựa chọn. Bọn họ có tông môn của mình, còn lựa chọn gia nhập thế lực tông môn khác chính là làm phản, rũ bỏ tông môn chính mình. Các người an tâm, thần công tuyệt đối không làm khó các người về chuyện tông môn. Bắc Minh dường như nhìn ra dị thường, mọi người bổ sung một câu. Đông Hải Long Cung ta cũng là một phương thế lực, cũng không phải tông môn. Gia nhập Đông Hải Long Cung nhờ cũ, có thể nói là người tông môn cũ nhưng thuộc về thế lực Đông Hải Long Cung chúng ta. Tử Kim Long Vương nói, Đông Hải Long Cung là bá chủ đế quốc Đông Hải, dưới trướng vốn có vô số tông môn. Lăng Tiêu, ngươi lựa chọn Cửu Tiêu Kiếm Môn đi.
Lúc này trong hư không truyền đến giọng nói là sư tôn Năng Tiêu Thất Tỉnh Kiếm. Cửu Tiêu Kiếm Môn là kiếm đạo chi tông, trong đó vô số cường giả kiếm tu lợi hại hơn sư tôn ta nhiều. Gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn, người vẫn có thể là đệ tử ta, nhưng thuộc về Cửu Tiêu Kiếm Môn, vì sư không trách người phản bội tông môn. Sư tôn Năng Tiêu mở miệng, hiện giờ Năng Tiêu bị chém cụt tay, hắn hy vọng Năng Tiêu có thể tỉnh ngộ, gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn để Năng Tiêu có cơ hội quật khởi lần nữa. Sư tôn, Năng Tiêu nhìn sư tôn, mắt lộ vẻ cảm động, đương nhiên hiểu ý sư tôn. Ngay ta. Vâng sư tôn, Năng Tiêu gật đầu nhìn phía cường giả Cửu Tiêu Kiếm Môn nói. Năng Tiêu ta bằng lòng gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn. Tốt, Cửu Tiêu Kiếm Môn hoan nghênh người gia nhập. Người kia gật đầu, Năng Tiêu tuy rằng cụt tay nhưng không hề trở ngại. Năng Tiêu trở thành kiếm tu cường đại. Hơn nữa, bản thân hắn là có cơ sở cường đại, tu bị đạo huyền vũ tầng 8, có được ý chí kiếm đạo tầng 3, thứ này không mất đi. Ta cũng bằng lòng gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn. Nam tử ngân kiếm mở miệng, dụ dỗ kiếm tu tông môn kiếm tu khó mà cản. Cửu Tiêu Kiếm Môn hoan nghênh người. Người này lại mở miệng, mắt họ là quét qua Lâm Phong, hy vọng nhất là Lâm Phong gia nhập. Thiên tài trẻ như vậy, có ý chí kiếm đạo tầng 5, nếu gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn, ngày sau Cửu Tiêu Kiếm Môn tất có tuyệt thế kiếm tu. Đáng tiếc Lâm Phong lại chậm chạp không mở miệng, luôn im lặng. Ta cần biết chuyện các người nói cần chúng ta là làm gì. Đoàn Vũ Đạo dừng dừng nói. Ta cũng vậy. Đế Lăng gật đầu không rõ ràng, bọn họ không dễ dàng gia nhập bất cứ thế lực nào. Để các người thầy chúng ta tiến vào bí cảnh. Các người tiến vào đó đối với các người mà nói là cơ duyên to lớn. Đây là mục đích trong thi đấu tuyết vực. Ta hy vọng tất cả các người đều đại biểu thế lực thần cung ta, thần cung tuyệt không bạc đãi ai. Bắc Minh mở miệng, mọi người cuối cùng biết một chút, dường như là vì lựa chọn thiên tài tuyết vực, đại biểu thế lực thần cung tiến vào bí cảnh. Bắc Minh cùng chủ nói không sai, các người nếu bằng lòng gia nhập Đông Hải cung ta, đại biểu Đông Hải cung tiến vào trong đó, điều kiện chúng ta đưa ra tuyệt đối ưu việt hơn so với thần cung. Đương nhiên cho dù các người không muốn vào bí cảnh, Đông Hải cung ta cũng hoan nghênh các người gia nhập. Tử Kim Năng Vương nói xen vào, mọi người gật đầu lòng tính toán. Ta cần thời gian suy nghĩ. Đoán Vô Đạo mở miệng, ta cũng cần suy nghĩ. Đám Đế Lăng lần lượt mở miệng. Thế lực cường đại do họ chọn, họ tất nhiên là cẩn thận suy nghĩ. Quyết định lần này là có thể thay đổi quỹ đạo đời họ. Lâm Phong, ngươi thì sao? Tử Kim Năng Vương nhìn Lâm Phong. Lâm Phong mới là người hắn mong đợi nhất. Những thế lực khác nhìn Lâm Phong, họ hy vọng nhất là Lâm Phong gia nhập. Ta sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào. Lâm Phong mở miệng tức thời khiến ánh mắt mọi người ngưng lại. Lâm Phong hắn không gia nhập bất cứ thế lực nào, từ chối toàn bộ, ngay cả điều kiện hấp dẫn hắn vẫn từ chối. Về phần đại biểu thần cùng tiến vào bí cảnh hay không, ta cần hiểu rõ ràng mới suy nghĩ. Lâm Phong gật đầu với Bắc Minh khiến ánh mắt Bắc Minh ngẩn ra, lập tức mỉm cười. Lâm Phong hắn nói có đại biểu thần cùng tiến vào bí cảnh không, cần phải suy nghĩ, cũng là nói hắn là từ chối thế lực khác, chỉ nghĩ thần cùng. Chương 683. Mọi người lựa chọn Đông Hải Long Cung. Cửu Tiêu Kiếm Môn cùng đám người Phong Đồ Ma Tông cũng sửng sốt. Lời Lâm Phong đối với họ là cự tuyệt. Hắn không gia nhập bất cứ thế lực nào. Về phần thay thần cung bước vào bí cảnh hay không còn phải suy xét, là chỉ suy xét cho thần cung. Người không muốn suy xét cẩn thận một chút sao? Nếu bỏ lỡ có lẽ sau này người cảm thấy tiếc nuối hoặc hối hận. Tử Kim Nam Vương khuyên một tiếng. Tuy nhiên Lâm Phong lắc đầu. Sẽ không. Yêu mến chưa bị đối với Lâm Phong xin ghi nhớ. Nhưng lòng Lâm Phong đã có quyết định, chỉ có thể nói lời xin lỗi. Nếu là lựa chọn bản thân hắn, Lâm Phong hắn không bao giờ hối hận. Có lẽ bởi lần này hắn bỏ cơ hội có được công pháp và võ kỹ chân nòng dũng mãnh. Có lẽ bởi vì lựa chọn lần này hắn là bỏ lỡ thành kiếm tu cường đại nhất. Nhưng hắn không có hối hận. Ở lòng Lâm Phong luôn có tia kiên trì của bản thân một chút chấp nhất. Hắn không thích bị người khác trói buộc, không thích trở thành thuộc hạ người khác, cho nên không gia nhập bất cứ thế lực nào. Mặt khác, đại hội tuyết vực lần này thành tựu hắn là nhờ thần cung, không có thần cung hắn không có thành tựu như hiện tại. Đứng trên đỉnh của đỉnh đại hội tuyết vực, không có thần cung tu vị hắn không tới huyền vũ tầng 8 như bây giờ. Không có thần cung hắn không có cách nào xóa chênh lệch giữa Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, thậm chí Vũ Mặc Huyết Sát, có lẽ sinh mạng luôn bị uy hiếp. Tuy nói dường như thần cung cũng có mục đích chính mình, dù sao thần cung giúp hắn trở thành Lâm Phong bây giờ, dù hắn không thể cho thần cung cái gì, cũng không có dễ dàng đứng phía đối lập với thần cung, hoặc vì chút lợi ích mà đem sức lực phục vụ thế lực đối địch thần cung. Đây là bản tâm của hắn.
Được, một khi đã vậy, Đồng Hải Long Cung ta không bắt buộc nữa. Về phần những người khác, nếu ai nguyện ý gia nhập Đồng Hải Long Cung ta, vô cùng hoan nghênh. Top làm người đứng đầu đại hội tuyết vực lần này, có một người chỉ muốn gia nhập thần cung. Bốn người còn lại nếu gia nhập, tặng một bộ công pháp võ kỹ thiên cấp. Người khác nguyện ý gia nhập, tặng một bộ công pháp võ kỹ địa cấp đỉnh phong. Đông Hải Long Cung vùng tay áo lên. Dường như bởi Lâm Phong không nể tình mà có chút không vui, trực tiếp nêu điều kiện xung động để cám dỗ mọi người. Lời nói của hắn khiến cường giả đại hội tuyết vực sáng mắt. Công pháp võ kỹ thiên cấp à? Loại thiên cấp đáng sợ này, đừng có nói là nhận được, muốn nhìn thấy cũng đâu có dễ dàng như vậy. Uy lực hẳn là làm người ta khiếp sợ. Loại hấp dẫn này không thể khiến cho những người đó tự hỏi. Còn có công pháp võ kỹ địa cấp đỉnh phong, muốn tự mình đoạt được rất khó mà gia nhập Đông Hải Long Cung lập tức có. Giờ phút này Tử Kim Long Vương đã hứa hẹn với họ. Đế Lăng, lúc này giữa hư không, sư phụ Đế Lăng Đế Tích Thiên mở miệng. Mắt Đế Lăng nhìn qua ngẩng đầu nhìn Đế Tích Thiên. Huyết mạch thường thiên nhất định có khí phách thường thiên, Đông Hải Long Cung có lẽ thích hợp với con. Đế Tích Thiên nói với Đế Lăng ý nghĩa trong lời là hai năm rõ mười. Đế Lăng trầm ngâm lập tức hướng Tử Kim Long Vương nói, ta nguyện ý gia nhập Đông Hải Long Cung. Được, sau khi ta trở về Đông Hải Long Cung, ngươi có thể lựa chọn một bộ công pháp võ kỹ thiên cấp. Tử Kim Long Vương thản nhiên liếc nhìn Lâm Phong một cái. Thiên phú Đế Lăng dù không bằng Lâm Phong, nhưng cũng thuộc loại khủng bố. Loại thiên tài này gia nhập Long Cung hắn đương nhiên hoan nghênh. Tôi bị huyền vũ cảnh đỉnh phong, thiếu chút nữa là nhập thiên vũ. Cường giả thiên vũ cảnh bất cứ thế lực nào cũng không ngại nhiều. Hơn nữa lấy thiên vũ cường đại của Đế Lăng, thiên vũ bình thường khó có phải là cực hạn của hắn. Ta cũng nguyện ý gia nhập Đông Hải Long Cung. Lại có thêm nhiều người gia nhập thế một bàn như vậy, Tử Kim Long Vương cười. Tốt lắm, hoàn ngành chưa bị. Còn lại người ba cố thế lực trái lại bình tĩnh. Bọn họ khác với Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn chỉ cần thiên tài kiếm tu, người khác vô dụng. Người hoàng tộc Ngọc Thiên thì cần người khí chất phương xa. Về phần Phong Đô Ma Tông cũng yêu cầu hà khắc. Họ cần thiên tài không đơn giản. Duy chỉ có thiên tài khủng bố như Nam Phong mới khiến mấy phương thế lực mạnh mẽ đồng thời tranh đoạt. Đoàn Vô Đạo Quân Mạc Tích, hoàng tộc Ngọc Thiên cũng cho các ngươi điều kiện đãi ngộ không kém Đông Hải Long Cung. Người cường giả hoàng tộc Ngọc Thiên lần nữa mời Đoàn Vô Đạo cùng Quân Mạc Tích. Hai người này theo thứ tự là hoàng tộc nước Tuyết Nguyệt cùng đế quốc Long Sơn, có được vương đạo khí, hơn nữa thiên phú hùng mạnh đáng sợ. Lần lượt đứng thứ hai và thứ tư đại hội tuyết vực, người tài giỏi như thế hoàng tộc Ngọc Thiên bọn họ rất cần. Mắt Đoàn Vô Đạo lóe lên, Lâm Phong có lựa chọn của bản thân. Đế Lăng gia nhập Đông Hải Long Cung, đạt công pháp võ kỹ thiên cấp. Nếu hắn không gia nhập một cái thế lực hùng mạnh, có lẽ bị Lâm Phong bỏ xa, bị Đế Lăng vượt qua. Hắn cần nhất là một cỗ ngoại lực thoát khỏi không cùm xiềng xích, bước vào cảnh giới thiên vũ thậm chí mạnh hơn. Ta có một điều kiện, hoàng tộc Ngọc Thiên không được trói buộc tự do của ta. Gia nhập hoàng tộc Ngọc Thiên, ta vẫn là ta Đoàn Vô Đạo. Đoàn Vô Đạo ra điều kiện làm ánh mắt mọi người hâm mộ. Đây là quyền lợi của thiên tài, bọn họ có thể nói điều kiện. Loại thế lực khủng bố như hoàng tộc Ngọc Thiên này người khác năn nỉ lò đủ mọi cách muốn vào không được, nên là vô cùng ngưỡng mộ thiên tài có thể nói yêu cầu. Ta đáp ứng người, không có chuyện tình đặc biệt, người vẫn là người. Hoàng tộc Ngọc Thiên không trói buộc người chút nào. Cường giả kia mở miệng đồng ý yêu cầu Đoàn Vô Đạo. Đoàn Vô Đạo tự nhiên bình tĩnh nghĩ, được, ta gia nhập, đồng ý gia nhập hoàng tộc Ngọc Thiên. Nhưng nếu một ngày việc làm của hoàng tộc Ngọc Thiên không đúng với lời hôm nay của người, Đoàn Vô Đạo ta liền không thừa nhận ta là người hoàng tộc Ngọc Thiên. Đoàn Vô Đạo chính là Đoàn Vô Đạo. Dù đối mặt với cường giả hoàng tộc Ngọc Thiên vẫn hống hách mạnh mẽ, cường thế như cũ làm chính bản thân mình. Hoàn ngành. Cường giả kia mỉm cười lập tức nói với Quân Mạc Tích, ngươi thì sao? Ta. Quân Mạc Tích cười lắc đầu nói, ta giống Lâm Phong, không có thói quen bị thế lực trói buộc cho nên thứ lỗi. Cường giả hoàng tộc Ngọc Thiên gật đầu, đương nhiên không cưỡng cầu. Túy Quân Mạc Tích có lựa chọn bản thân, những người kho đều là lựa chọn thế lực phù hợp. Cường giả top 8 Lâm Phong không gia nhập bất cứ thế lực nào, nhưng có thể báo đáp đối với thần cùng. Đoàn Vô Đạo thứ hai gia nhập hoàng tộc Ngọc Thiên, Đế Lăng gia nhập Đông Hải Long Cung, Quân Mạc Tích thứ tư, Đường U thứ sáu với Vân Phi Dương thứ tám lựa chọn giống Lâm Phong. Huyết Sát thứ năm không lựa chọn bất kỳ thế lực nào, vì Thiên Sát Tông vốn là thế lực một phương. Lăng Tiêu đứng thứ bảy chọn Cửu Tiêu Kiếm Môn. Những người khác đều có lựa chọn bản thân nhưng không chú ý bằng người top 8. Hiện tại các người có ai không nên rời Mê Thành Tuyết Vực? Bắc Minh lạnh lùng nói, quét mắt nhìn cường giả tứ phương. Lần đại hội tuyết vực lần này thần cùng bọn họ là mà sau màn kêu gọi, làm rất nhiều chuyện thậm chí yên lặng bồi dưỡng bọn họ trở nên hùng mạnh. Hiện tại, bởi bốn thế lực
cùng đột ngột xuất hiện khiến thiên tài bị sói mòn, Bắc Minh hắn sao có thể cao hứng. À, Bắc Minh cùng chủ, có lẽ không lâu sau chúng ta gặp lại đấy. Tử Kim Long Vương cười nhạt một tiếng lập tức khua tay. Người gia nhập Đồng Hải Long Cung theo ta trở về. Dứt lời thân hình lão lóe lên ngự không mà đi. Mọi người đuổi theo, ngoại trừ lão mấy cái thế lực khác cũng đồng loạt rời khỏi đại hội tuyết vực. Chuyện này không uổng phí công tới, có ý nghĩa là không chỉ đào được thiên tài, quan trọng hơn làm tàn giã kế hoạch tập hợp thiên tài của thần cung. Những thiên tài này vốn có thể trở thành thế lực đối địch với họ, một cỗ thế lực đối địch dũng mãnh hiện tại là tàn giã sạch trơn. Nhìn bóng người rời đi, mắt Bắc Minh lóe tia sắc, nhìn lướt qua đám người lưu lại, gần như chỉ còn mấy người bọn Lâm Phong, làm bọn hắn nhíu chặt mày, tâm tình hậm hực. Lựa chọn các người sẽ có giá trị ý nghĩa đó, Bắc Minh nói với số ít những người lưu lại. Đi, hiện tại theo ta đi thần cung, nhận thưởng thần cung. Đợi một chút, Lâm Phong đột nhiên mở miệng khiến Bắc Minh sửng sốt. Lâm Phong sẽ không đổi quẻ đi, hắn lo lắng nhất là Lâm Phong gia nhập mấy cỗ thế lực kia, nếu thật vậy, thần cung tuyệt đối là chuyện không tốt. Tiền bối, ta còn muốn mang mấy vị bằng hữu cùng đi, Bắc Minh cung chủ không biết có được không? Lâm Phong nói hiện tại đại hội tuyết vực chấm dứt, để Hàn Văn và Tiêu Nhã chỗ này hắn không an lòng. Bắc Minh là sao cự tuyệt yêu cầu của Lâm Phong chứ? Thêm vài người đi thần cung mà thôi cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn lắm. Trường 684, Đại Lục Khối. Đạp lên mây trắng, đạp nhập trời cao, mọi người lần nữa trở lại thần cung vẫn khiếp sợ với sự thần kỳ của thần cung. Hơn nữa, những người này là mấy người xếp sau 16 vị đầu tiên kia, lần đầu tiên vào thần cung càng rung động. Tất cả là thầm than thiên địa quả kỳ diệu, giống Nguyệt Thiên Mệnh, hắn là cũng theo mọi người tiến vào thần cung. Nhưng mà hiện giờ người Nguyệt Thiên Mệnh không còn bộ dáng cao ngạo linh hoạt kia, mà là một người đi phía sau vẫn là duy trì theo đội ngũ. Trước người hắn đều là thiên tài, tại nước Tuyết Nguyệt hắn là kẻ đứng thứ hai trong 8 đại công tử. Trước kia trừ Đoàn Vô Đạo, hắn không để ai vào mắt. Bây giờ thiên tài tuyết vực tể tự một nơi, hắn liền không đáng gì, còn Đoàn Vô Đạo vẫn mạnh như vậy. Đáng sợ hơn là Lâm Phong, chưa từng nghĩ tới đứa con ruột của cô mình là người bị Nguyệt Gia vứt bỏ. Hiện tại hắn là phải ngừng đầu mà nhìn. Giờ phút này hắn không còn ghen tị với Lâm Phong. Tại lúc Lâm Phong đánh bại hắn, hắn hận đau. Giờ phút này bình tĩnh hơn nhiều, bởi Lâm Phong không chỉ đánh bại hắn, Lâm Phong và hắn căn bản không phải người cùng thế giới, mạnh mẽ hơn nhiều. Người đứng đầu Nguyệt Gia là ông nội hắn, là ông ngoại Lâm Phong, Nguyệt Thanh Sơn cũng không thể thắng được Lâm Phong rồi à? Khẽ liếc nhìn Lâm Phong, cùng chủ thần cung Bắc Minh đang là đàm luận với Lâm Phong. Dù thần cung là thế lực khổng lồ như thế, vị cung chủ này vẫn là hạ thấp mình trước mặt Lâm Phong. Dù hắn không có mặt trên chiến trường đại hội tuyết vực, mọi chuyện phát sinh kia hắn là thông qua thủ đoạn biết rõ. Với thiên tư của Lâm Phong chắc chắn tới năm sau sẽ vượt xa hắn. Hiện tại hắn là tiền bối, nhưng tương lai Lâm Phong sẽ làm hắn phải ngước lên nhìn. Cung chủ Bắc Minh thần cung là nhân vật bực nào, quan tâm tới uy thế hư vô kia sao? Đối với thiên tài chân chính, có khi cần phải hạ mình mà kế sao, sau đó có một cái bảng hấu hùng mạnh. Sau một lát, mọi người lần nữa tiến vào thần cung, đi vào đại điện. Bắc Minh gọi Hách Bằng tới, phân phó một tiếng. Hách Bằng nhìn Lâm Phong trong nhóm người, dường như cũng không vui. Thiên tài càng nhiều thì địa vị hắn trong thần cung càng yếu, cũng là giảm đi địa vị. Trong lòng cung chủ, những thứ hắn có đạt được càng giảm. Nghe chưa? Bắc Minh nói, Hách Bằng lộ vẻ nghiêm túc, tuy có vài phần ghen tị vẫn gật đầu. Cung chủ, ta đây đi làm. Đi đi. Bắc Minh vất tay lập tức chỉ về phía bàn ghế đá bên ngoài đại điện. Chư vị, mời ngồi đi. Mọi người thản nhiên ngồi xuống, cũng có vài người có chút không quen, dường như không thể thả lỏng. Thần cung là thế lực đáng sợ, cường giả bên trong mỗi người đều là huyền vũ cảnh cấp cao, sâu không thể lường. Đông Hải Long Cung, Nguyệt Thiên Hoàng tộc kia là thế lực cường mạnh đều như thế. Cuối cùng mọi người cũng lựa chọn thần cung ta. Bắc Minh cảm kích vô cùng, Bắc Minh ta không giấu chư vị, hiện tại nói rõ mục đích thực hiện lần đại hội tuyết vực này. Bắc Minh nhìn mọi người một chút nâng cao tinh thần, mục đích đại hội tuyết vực bọn họ ngạc nhiên, nghe nói là muốn bọn họ tiến vào bí cảnh nào đó. Chư vị cũng biết, Cửu Tiêu Đại Lục mênh mông bát ngát, chỉ là Cửu Tiêu Đại Lục là một cái khối trong đó mà thôi. Một cái đế quốc trung phẩm có thể rộng lớn hơn cả tuyết vực. Hơn nữa, một đế quốc trung phẩm có nhiều đế quốc hạ phẩm giống như nước phụ thuộc đều sở hữu đế quốc trung phẩm. Bác mình lại nói tiếp, hiện tại
ta cho các ngươi nhìn bản đồ Cửu Tiêu Đại Lục. Nói xong, Bắc Minh vùng tay, một mảnh ánh sáng tràn ngập trong không trung, lập tức hư không xuất hiện một cái gương lớn. Trong gương là một cái bản đồ thật lớn, là bản đồ Cửu Tiêu Đại Lục. Mọi người tập trung nhìn tấm bản đồ Cửu Tiêu Đại Lục, rộng lớn, rất nhiều quốc gia không thể đếm hết. Thấy ánh mắt bọn họ nhìn lại là mãi không thấy Tuyết Vực đầu, cũng không cần phải nói tới quốc gia họ sống. Nhìn chỗ này, Bắc Bình ngón tay chỉ một cái tia sáng chiếu vào vị trí phía tây bản đồ, vẽ một cái vòng tròn nói: nơi này chính là Tuyết Vực. Đây là Tuyết Vực, mọi người khựng người, Tuyết Vực mênh mông nhưng đặt lên bản đồ là nhỏ bé như vậy, giống như là một cái gốc bị vứt bỏ. Lại nhìn nơi đây, đây là thế lực đế quốc Đông Hải. Bắc Minh chỉ vào một cái nơi phía bắc, khu vực này lớn hơn Tuyết Vực, là đế quốc Đông Hải, mà Đông Hải Long Cung chính là bá chủ đế quốc Long Hải. Các ngươi nhìn theo hướng bắc mà coi, phát hiện ra bản đồ càng thêm rộng lớn, thật nhiều khối. Bọn họ không có quốc gia, chỉ có thế lực tông môn mạnh mẽ san sát. Bắc Minh nhắc nhở một tiếng, mọi người đưa mắt nhìn phía bắc. Quả nhiên càng lớn có đại lục, cũng có núi cao biển rộng. Cho tới trung ương, mỗi một cái khối lớn nhất ở giữa là đại lục Cửu Tiêu nằm chính giữa. Nội tâm họ theo đó mà rung lên. Một khối cực khổng lồ, đây là đế quốc nào thật đáng sợ. Mọi người đưa mắt nhìn thấy trung tâm đại lục Cửu Tiêu, một cái khối vô cùng lớn ghi một chữ Thánh. Bây giờ các người lại nhìn tới đây, Bắc Minh lại chỉ khu vực chữ Thánh kia, khóe miệng lộ ý cười. Nơi này là trung tâm đại lục Cửu Tiêu, Thánh Thành Trung Châu. Tại bốn phía Thánh Thành đều là một thế lực đáng sợ. Bất kể Cửu Cung, Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng Triều, nếu đặt tại Thánh Thành chỉ là thế lực bình thường. Bốn phương nơi này đều có nhiều thế lực hùng mạnh hơn Thần Cung. Tại bốn phương vị này đều có đế quốc thượng phẩm. Tại đó có cường giả Lăng Thiên. Mà trung tâm Thánh Thành là trung tâm đại tiêu cửu lục, mới là thiên đường người luyện võ, nơi đó cường giả như mây. Nghe lời xung động của Bắc Minh, trái tim mọi người thêm đập mạnh. Nơi đó là nơi thiên đường võ đạo, là thế giới cường giả như mây. Thuyết phục bọn họ chỉ là một cái góc nhỏ mà thôi. Dù đứng trên vũ đài mạnh nhất Tuyết Vực, thế thì sao? Nếu đặt ở Thánh Thành Trung Châu kia, Thần Cung đều không được coi vào đâu. Bốn phương vị quanh Thánh Thành đều rất nhiều thế lực như Thần Cung, nói chi Thánh Thành trung tâm của tứ phương. Giận sao? Cảm thấy suy sụp sao? Hay là cảm giác mình quá bé nhỏ? Bắc Minh nhẹ nói, mọi người ngẩng đầu nhìn Bắc Minh. Lòng họ quả thật là có chút suy sụp. Thiên tài, thật là thiên tài sao? Hiện tại, họ có thể coi là thiên tài Tuyết Vực, nhưng không thể coi là thiên tài đại lục Cửu Tiêu rộng lớn này. Trong lúc vui, mọi người nhìn Lâm Phong, chiếc điều thân ảnh thon gầy vẫn thẳng lưng ngồi đó. Nhưng một cái thanh kiếm sắc bén trên người hắn là lộ ra khí thế Lăng Thiên, dường như kiếm vừa rời vỏ là có thể tranh phong cùng thiên địa. Lòng họ khẽ run, đây là chênh lệch sao? Nhìn thấy thế lực đại lục Cửu Tiêu, họ cảm thấy mình nhỏ bé, mà Lâm Phong là tràn ngập chiến ý ngập trời, dã tâm bừng bừng. Đây là tâm trí, là ý chí võ đạo quyết định vận mệnh. Có lẽ đây là nguyên nhân làm họ không bằng Lâm Phong. Bắc Minh chú ý quan sát mọi người, hài lòng với biểu hiện mọi người, càng vừa lòng với phản ứng Lâm Phong. Không có một trái tim đạp lát trời cao của cường giả, vậy chỉ có thể ngồi một góc, không thể trở thành cường giả đại lục. Lấy thiên tư là phòng, hắn sẽ nhìn khắp đại lục chứ không chỉ là Tuyết Vực. Lần đại hội Tuyết Vực này, vài vị thiên tài mạnh nhất của đế quốc, dù đặt ở đế quốc trung phẩm, cũng là thiên tài đỉnh phong. Sự thiếu khuyết của họ là sự chỉ đạo của cường giả thiếu tài nguyên tu luyện. Cho nên, Đông Hải Long Cung và mấy thế lực mới không tiếc ngàn dặm xa xôi tới Tuyết Vực, ngụy trang ở trong người xem, cuối cùng ra tay cướp đoạt thiên tài mà Thần Cung tụ tập được. Mở ra nhãn giới cho các người, thiên tài chân chính tuyệt đối không có thể lệ thuộc vào một Tuyết Vực nhỏ nhỏ này. Mục tiêu các người là nơi này, cho nên phải làm cho chính mình cường đại lên. Bắc Minh đưa ngón tay chỉ vào vị trí Thánh Thành Trung Châu, lời cực kỳ kích động, giọng như chấn động vào lòng mỗi người, quanh quẩn trong đầu họ. Điểm sáng dần tiêu tán, bản đồ biến mất, mọi người vẫn nhìn Bắc Minh mắt lộ ý cười. Trước sau, Bắc Minh vẫn không có nói mục đích Thần Cung, mà đang kích thích trái tim cường giả mọi người. Dường như chỉ đặt nền móng, sau khi nghe được lời của hắn, tinh thần võ đạo mọi người thực là trở nên cứng cỏi. Điều này thực sự có thể mang tới chỗ tốt, làm cho võ giả càng thêm cường đại, tầm mắt được mở rộng, tài năng mới có thể đi xa hơn.
Chương 685, phía trên tôn giả. Bắc Minh đưa mắt nhìn mọi người, biểu hiện tất cả thu vào mắt. Cường giả có thực lực cường đại có thể tạo ra bầu trời riêng. Các người có biết năng lực cường giả thiên vũ cảnh không? Các người biết năng lực cường giả tôn vũ cảnh không? Các người có biết tuyệt thế cường giả trên tôn vũ cảnh có năng lực thần thông gì không? Bắc Minh nói như quát. Không biết. Tất cả mọi người một ít có thể hiểu được vài phần về thiên vũ cảnh, nhưng tôn giả chưa từng gặp, còn biết trên bọn họ thì càng thêm không dám nghĩ. Trên tôn giả là cường giả nào, có thần thông thồng thiền triệt đệ thế nào bọn họ chưa từng nghĩ. Thần công rộng lớn này chính là hành cùng đứng đầu thần cung ta. Lãnh địa của hắn là ở đại lục Cửu Tiêu. Cường giả tôn vũ cảnh mới có thể xưng là tôn, được gọi là tôn giả. Được người ta tôn sùng, sẽ được thiên địa rộng riêng của chính mình, một phiến thế giới. Cường giả phía trên tôn giả thì cả như thế. Lãnh địa họ có khả năng còn là rộng hơn một nước phụ thuộc như nước các người sống, thậm chí là rộng hơn cả một thủ đô đế quốc. Mà bí cảnh ta nói là nơi muốn cho các người đi tới, kỳ thực chỉ là một nơi ở các cường giả ngàn năm trước. Thực lực những người này chính là trên tôn giả. Trên tôn giả, mọi người kinh hãi, thân hình hơi run rẩy. Phía trên tôn giả với họ mà nói, thiên vũ cảnh là mục tiêu. Tôn giả chỉ có thể gặp không thể cầu, không dám tưởng tượng. Về phần phía trên tôn giả là cảnh giới gì không biết, bọn họ có nằm mơ cũng nghĩ không tới. Bí cảnh trong miệng họ chỉ là một cái nơi ở cường giả ngàn năm, mà cường giả này so với tôn giả còn cao quý hơn. Loại cường giả khủng bố này tùy tiện thở một hơi cũng có thể diệt sát họ. Họ ngáp một cái cũng có thể đánh nát một dãy núi. Vùng tay là có thể chặn đứng Trường Hà. Một nơi ở của cường giả còn mạnh hơn tôn giả. Cung điện của họ là rộng lớn vô tận, hẳn là có vô số người hầu. Mà người hầu của hắn cũng là tôn giả mà các người phải ngước nhìn. Nô lệ của hắn là thiên vũ mà các người muốn đạt được. Các người thử nghĩ một chút, tại thế giới phủ đầy bụi kia có bao nhiêu cơ duyên. Bắc Minh lại lên tiếng lần nữa, lập tức đem trái tim mọi người đập bình bịch. Cung điện của người còn mạnh hơn tôn giả, nơi thuộc về thế giới cường giả tuyệt thế. Trong mắt Lâm Phong bắn ra quang mang. Ra là thế, khó trách thần cung hào phí vô số tâm tư tổ chức đại hội tuyết vực 10 năm một lần. Hơn nữa bốn thế lực lớn đáng sợ cũng theo nhau mà tới, cùng tranh giành thiên tài thần cung. Xem ra chính là thế giới cường giả tuyệt thế trong miệng Bắc Minh. Cung chủ, chẳng lẽ bí cảnh này 10 năm mở một lần? Nếu nói như vậy e rằng kinh ngộ được tiền nhân đoạt không ít, Lâm Phong hỏi. Còn có lời của cường giả trí cường kia e là hạn chế thực lực. Khuôn mặt Tích lộ ra ý cười thầm ý. Nếu ai cũng có thể tiến vào bí cảnh, bọn họ cũng không có ý nghĩa. Thiên vũ cảnh, thậm chí tôn giả cũng tiến vào tranh giành, họ tranh sao được, đi vào là muốn chết. Đúng, vì cường giả tuyệt thế kia đặt ra quy tắc, nơi ở quán chỉ có người dưới thiên vũ cảnh mới có thể vào. Nếu thiên vũ cảnh hay cường giả cao hơn bước vào trong đó, chắc chắn phải chết. Về phần Lâm Phong, người nói sai. Tuy đại hội tuyết vực 10 năm tổ chức một lần, nhưng chưa có lần đại hội tuyết vực nào coi trọng như lần này. Bí cảnh trăm năm mở một lần, tính thêm lần này mới chỉ là lần thứ ba. Nếu các người nguyện ý bước vào trong đó, chính là nhóm thứ ba tiến vào. Trăm năm một lần, đây là lần thứ ba. Hơn nữa người từ thiên vũ cảnh trở nên không thể vào. Điều này cũng có nghĩa trước kia có hai nhóm đi vào, cơ hội bọn họ hình như còn rất lớn. Mọi người liền minh bạch, những thế lực này liều mạng lôi kéo Lâm Phong, lôi kéo mấy người đoàn vô đạo cùng Đê Lăng. Hóa ra nguyên nhân này, lấy thực lực mấy người như Lâm Phong dưới thiên vũ cảnh coi như thực lực khủng bố nhất rồi. Tiếc rằng lần này thần cung tính sai, không thể kéo tất cả người vào thần cung. Thay thần cung tiến vào bí cảnh, nếu được bảo vật thì phải chia thế nào? Có người hỏi, đây là vấn đề họ chú ý nhất. Haha, nếu các người thay thần cung tiến vào bí cảnh, thần cung chỉ cần một vật, những bảo vật khác toàn bộ của các người, chờ các người sử dụng hết, có thể cùng thần cung trao đổi võ kỹ công pháp mạnh mẽ hoặc đổi vật khác. Bác mình cười, mọi người giật mình. Điều kiện thật mê người, thần cung chỉ cần một vật trong đó, những thứ khác thuộc về họ. Đương nhiên ta phải nhắc nhở các người, kỳ ngộ luôn đi kèm cùng nguy cơ. Cường giả tiến vào bí cảnh không chỉ có các người, còn có cường giả thanh niên của thần cung, còn có thiên tài thế lực lớn. Bọn họ đều suy nghĩ như các người, bước vào trong đó đoạt được bảo vật, tiến vào trong đó là vĩnh viễn có thể không ra được. Bác mình vừa nói, hai mắt bắn ra thần quang kiếp người, lời lộ ra ý khích tướng. Đi vào rồi có thể không ra được, họ dám tiến vào không?
là người còn kinh khủng hơn tôn giả, hộ vệ đã là tôn giả, lô lệ có thể là thiên vũ cảnh. Thế giới này những cái thứ khủng bố như vậy sao có thể không vào, nhất định phải vào bên trong vô tận kỳ ngộ. Chỉ có điều là chủ nhân thế giới kia là cường giả khủng bố hiện tại thế nào, thế giới của hắn sao lại thất lạc, trở thành bí cảnh, cả năm trước xảy ra chuyện gì? Ta sẽ tiến vào, mắt Lâm Phong lộ sắc bén, nắm tay thả xuống nắm chặt. Đối với hắn mà nói đây là kỳ ngộ lớn nào. Ta cũng vào, còn ta, mọi người nhao nhao mở miệng không ai bỏ qua. Trải qua mấy cái câu về tinh thần cường giả của Bắc Minh, nhìn đại lục cửu tiêu mênh mông bát ngát, tuyết vực chỉ là một khối nhỏ nhỏ, thánh thành Trung Châu xa xôi mới là trung tâm đại lục, họ còn phải đi con đường rất dài. Tốt, thấy mọi người đều đáp ứng, Bắc Minh lộ ý cười, mọi người đều đồng ý. Vậy trong các người ai nguyện ý gia nhập thần cung? Bắc thần cung rất hoan nghênh, cũng dốc lòng bồi dưỡng, Bắc Minh mở miệng nói tiếp. Không cần vội trả lời, Bắc Minh ta nói qua lựa chọn các người có ý nghĩa. Ta là kêu Hách Bằng đi mời tôn giả, sao mai tôn giả vì chưa vị mà giảng đạo võ đạo. Tôn giả giảng đạo, mọi người kinh hô, tôn giả trong mắt họ là cao cao tại thượng, như trăng sao trên trời, cao không thể với. Tuy bọn họ là thiên tài một quốc gia, nhưng chưa từng nghĩ tới khi tham gia đại hội tuyết vực, lại thấy được tôn giả trong truyền thuyết. Lần này tôn giả là tự mình giảng đạo cho họ, làm họ kích động. Tốt rồi, chưa bị trải qua đại hội tuyết vực cũng cần điều trị một phen, ta an bài cho các người nghỉ ngơi, tu dưỡng một đêm, ngày mai hy vọng chưa bị đều có thu hoạch. Bắc Minh cười nói, lập tức đưa mắt nhìn về nữ tử bên cạnh, những nữ tử này dẫn mọi người đi nghỉ ngơi. Lâm Phong, ta dẫn người đi. Thanh Tuyền đi tới cạnh Lâm Phong yếu ớt cười, Lâm Phong nhìn phía nàng, làm cho nàng sinh ra vài phần ngượng ngùng cúi đầu. Sau khi tận mắt thấy thực lực chấn động đại hội tuyết vực của Lâm Phong, ấn tượng trong lòng nàng đối với Lâm Phong đã chuyển hóa. Thanh niên trong sáng tuấn lãng này hóa ra là ẩn giấu một trái tim nhiệt huyết cường giả. Nếu nhìn bên ngoài, Lâm Phong tuyệt đối không thể tưởng tượng được thực lực hắn chấn động lòng người như thế. Được, Lâm Phong cười cười mang mấy người chúng ta cùng ăn bài một chỗ đi. Ừ, Thanh Tuyền gật đầu. Nhóm Lâm Phong có 8 người, tuy nhiên thần cung, mỗi một cung điện dễ dàng an bài chỗ cho 8 người, hơn nữa rất rộng rãi. Ca, người nói chúng ta có thể đi một phòng trong thần cung không? Tiểu Nha ôm tay Lâm Phong cười hì hì, thần cung này là một cái không gian hư không dường như thú vị. Ta sắp xếp chỗ ở trước, sau đó cùng người đi một phòng. Lâm Phong lắc đầu cười, hì hì. Tiểu Nha cười khanh khách, hắn mang đi phía trước Lâm Phong, sau đại hội tuyết vực. Bắt đầu, hắn không nói chuyện nhiều với Lâm Phong. Nhìn Lâm Phong, ánh mắt như đồng thào, lộ ra ý cười ngây ngô, thật thà chất phát gãi đầu. Nhất thời không biết nói gì, hiển nhiên hắn chưa thoát khỏi rung động bởi trận chiến trong đại hội tuyết vực. Hắn không dám nghĩ Phong Ca lại hùng mạnh tới mức này. Nếu Phong Ca trở lại tuyết nguyệt nhất định rất phấn khích. Tiếc là Vân Hải Tông. Lòng hắn mang sinh ra có chút buồn bã. Nếu Vân Hải Tông không bị diệt, hiện giờ Lâm Phong có thể dễ dàng chống đỡ một tông môn. Cũng may là hiện tại Lâm Phong đã xây dựng lại Vân Hải. Chương 686, ngày tốt. Đêm, thần cung, một vầng trăng sáng tỏ treo cao, chiếu sáng khắp thần cung. Đạp trên từng tầng mây dường như lộ ra vài phần thê lương. Trăng nơi này thật đẹp. Trên tầng mây cuộn cuộn mấy thân ảnh đang đứng ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo cao. Thế giới thần kỳ. Lâm Phong nói nhỏ, nơi này rõ ràng là một không gian sát. Một không gian khác, nhưng mà ánh trăng vẫn xinh đẹp như thế. Ánh trăng ở quê nhà không biết có tròn thế này không? Giọng có vài phần than vãn, quê hương ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tình cầu xanh thảm kia không biết có cùng với một thời, không với địa phương này không? Ánh trăng ở quê nhà kia nhất định đẹp hơn nơi này. Bên cạnh Tiêu Nhã cười khẽ nở vòng mơ hồ gật đầu. Đầu hắn quê hương là trở lên mơ hồ. Hiện tại hắn là một võ tu tại đại lục cửu tiêu. Tuy ánh trăng rất đẹp, nhưng lại thiếu một khúc cẩm. Một cái giọng nói thảm nhiên truyền tới, Lâm Phong đưa mắt nhìn đối diện đường u khẽ cười. Người cũng là kẻ đa sầu đa cảm. Một đường võ đạo dù cần một tinh thần chấp nhất kiên nghị, nhưng nếu vô tình quá mức thì nhàm chán. Đường u cũng cười. Chẳng lẽ người không thấy thiếu chút gì khi mà ngồi dưới ánh trăng sao? Lâm Phong liền phất tay, khoanh chân ngồi xuống. Tia sáng lóe lên,
đầu hắn, trên đầu gối hắn xuất hiện một cây đàn cổ làm Đường U sửng sốt. Lâm Phong còn biết đánh đàn. Tiểu Nhã thấy động tác Lâm Phong cũng sửng sốt, lập tức cười khanh khách. Nàng cũng ngồi xuống cạnh Lâm Phong, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, không biết ông nội hiện tại thế nào rồi. Ông nội mang nàng gửi cho Lâm Phong, không cần nói nàng cũng hiểu được ông nội đi làm cái gì, nhất định là đi báo thù rồi. Thù của ca ca, ông nội vẫn giữ trong lòng, chỉ là vì nàng mới là rời khỏi quê hương, thế lực của kẻ thù quá mạnh mẽ, mãi tới khi gặp Lâm Phong, ông nội mới một mình rời đi, an tâm gửi nàng cho Lâm Phong. Tình, một nốt nhạc vàng, từng tiếng đàn theo nhau tấu vang, khói nhẹ nhàng lượn lờ, tiếng đàn phiền muộn mà ưu thương, mang vài phần không cốc tịch liều, giống như là có sai nhân hay bằng hữu ngồi dưới đêm trăng uống rượu một mình, đàm luận võ đạo, cùng uống rượu ngon thưởng thức đêm trăng. Đường U dần xa vào tiếng đàn, vô hình chung thân hình nàng tự nhiên ngồi xuống, túy không kiêu ngạo mà ngồi, nhìn bóng lưng có chút hiu quạnh, nghe làn điệu du dương mang vài phần phiền muộn. Ánh sáng chớp lóe, trước người Đường U lại xuất hiện mấy bình rượu ngon. Mở nắp bình, Đường U tự xót cho mình. Chỉ sau một lát, sắc mặt nàng trở nên đỏ ửng, phối hợp khuôn mặt cao quý kình diễm kia đặc biệt mê người. Đêm trăng, tiếng đàn, rượu ngon, giai nhân, đấy mới là bức tranh hoàn chỉnh, là một bức tranh không khiếm khuyết. Giờ phút này có lẽ ngay cả Đường U U mà nhìn đến chính mình cũng ngạc nhiên thán phục hình ảnh xinh đẹp này, nhưng chính nàng cũng trở thành một phần trong bức tranh. Khúc nhạc trầm thấp đột nhiên trở nên cao vút, từ cao vút trở về trầm thấp, giọng nói lượn lờ biến hóa vang vọng trong hư không. Tiểu Nhã nhắm mắt giống như ngủ say, Đường U vẫn ngồi uống rượu chưa thoát khỏi bức tranh. Mà ở phía xa, tại hai phương vị bất đồng, hai bóng hình xinh đẹp đang ngẩn người nhìn bóng lưng Lâm Phong. Thanh Tuyền lộ ra nụ cười yếu ớt, nàng thích ánh mắt trong suốt điềm tĩnh của Lâm Phong, nàng thưởng thức tu vị võ đạo dũng mãnh của Lâm Phong, khâm phục tài đánh đàn của Lâm Phong, một nam nhân đa tài không chỉ trên con đường võ đạo. Thanh Mộng Tâm nhìn Lâm Phong, dựa lưng vào cột đá, khuôn mặt mị hoặc nộ nụ cười nhạt nhạt. Tên này, hắn chẳng phải là nam nhân hoàn mỹ, có cá tính mình, trên võ đài hết sức kinh cuồng, phóng khoáng, trong sinh hoạt rất như là đa tình. Có lẽ, người không hoàn mỹ như Quân Mạc Tích, nhưng bởi vì không hoàn mỹ, người càng có thể hấp dẫn phụ nữ hơn Quân Mạc Tích. Thanh Mộng Tâm thì thào nói nhỏ, là nhìn thoáng qua Thanh Tuyển cách đó không xa, cùng Đứng U ngồi dưới kia. Tiếng lòng nữ nhân luôn là dễ dàng sao động. Lâm Phong thu hồi đàn cổ, nhìn thoáng qua Tiểu Nhã ngủ say cạnh, lộ ra nụ cười ấm áp, quay đầu nhìn Đường U U một cái. Giữa phút này Đường U còn đang uống rượu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, lộ ra thần thái say động lòng người. Vừa vặn ngẩng đầu, Đường U dường như là thấy Lâm Phong, khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ hơn, khẽ cúi đầu thu mấy bầu rượu. Sau một lát khi nàng ngẩng đầu, đã khôi phục như thường, cười yếu ớt nói: nghĩ không tới tiếng đàn của người lại dễ nghe như vậy. Là thầy ta dạy cho. Lâm Phong cười đáp, ngày xưa hắn theo Yên Vũ Bình sinh luyện đàn, tài đánh đàn có chút trình độ. Đứng U cười, không khí im lặng không biết nói gì. Ta về nghỉ ngơi trước. Đứng dậy, Đứng U xoay người rời đi. Lúc này Thanh Tuyển cùng Thanh Mộng Tâm cũng rời đi. Lâm Phong lắc đầu mỉm cười, cẩn thận bế Tiểu Nhã lên cũng trở về chỗ đã an bài. Sáng sớm, một luồng gió mát thổi qua nơi thần cung. Tại đại điện hôm qua, mọi người Lâm Phong đã về sớm đứng chờ. Hôm nay là ngày nghe tôn giả giảng đạo, bọn họ không thể không dậy sớm. Trong nhóm vài người lộ vẻ kích động, mắt lộ hưng phấn. Hiện giờ tuy họ là huyền vũ cảnh cao dài, muốn bước chân vào thiên vũ cảnh cần một bước nhảy vọt. Thiên vũ chính là biểu tượng cho sự cường đại, mà tôn giả là cấp bậc được vạn chúng kính ngưỡng, chuyển hóa tất cả máu trong người thành lực lượng huyết mạch, truyền lưu cho hậu nhân. Người cường hãn như vậy sắp vì họ mà giảng đạo. Bác Minh đi tới nơi này, nhìn thấy mọi người tới đông đủ liền lộ ra nụ cười hài lòng. Có thể đứng trên vũ đài đại hội tuyết vực, trở thành thiên tài tuyết vực. Những người này có tinh thần võ đạo chấp nhất, không thể nghi ngờ họ là có khát vọng trở thành cường giả. Chư vị đều đã tới, Bác Minh chào hỏi một tiếng chào xong liền là bước chân phía xa. Mọi người nhấc chân đuổi theo xuyên qua trong thần cung. Qua một lúc mọi người tới một tiền điện đơn giản không rộng lớn, nhưng phong cách cổ xưa. Tại trước điện đơn giản chỉ là một cánh cửa, xuyên qua cửa nhỏ liền thấy được một lão già đang khoanh chân ngồi trên chiếc ghế gỗ tròn, hai mắt nhắm chặt, dường như là tấn nhập vào trạng thái nhập định.
Ngoài điện, mọi người cẩn thận bước tới, dù là cùng chủ Bắc Thần cùng Bắc Minh cũng vậy, bước từng bước nhỏ mà tới. Tôn giả, Bắc Minh khẽ khom người đối với bóng sáng trong sân điện kia. Vào đi. Một cái giọng truyền tới dường như trực tiếp vang vọng trong lòng mọi người, là mọi người cũng theo đó mà run lên. Tôn giả bóng hình mộc mạc ngồi bên trong chính là tôn giả cường hãn sao? Bước chân từng bước nhỏ nhẹ đi tới, mọi người chậm rãi tiến vào chứa sân. Bên trong là chuẩn bị đầy đủ ghế ngồi, thế vậy bọn họ đều yên lặng, đứng trước hàng ghế không ai ngồi xuống. Lâm Phong đi tới trước cái ghế ở giữa, nhìn lão bộ nhân dạng mộc mạc trước mặt, lòng là hiểu ra là ông ta. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, bóng hình mơ hồ kia tại vực giới thể hồ quán đỉnh khiến tu vị hắn bay vọt. Lúc ấy hắn chỉ thấy cái bóng mơ hồ, không rõ dung nhan đối phương, nhưng giờ phút này khi thấy lão nhân trước mặt dường như cảm giác quen thuộc, không hiểu. Điều này làm hắn hiểu, người trợ giúp hắn chính là tôn giả cường đại trước mặt. Ngồi cả đi. Lại một câu vang, vị tôn giả vẫn nhắm mắt, môi không mấp máy, nhưng giọng trực tiếp truyền vào trong đầu họ. Lòng họ giống như có luồng ma lực làm họ cộng hưởng theo giọng nói. Mang theo vài phần kính ngưỡng, mọi người chậm rãi ngồi xuống, nhưng toàn thân lại không được tự nhiên. Trước mặt họ là tôn giả, là cấp bậc tôn vũ cảnh cường đại, vất tay có thể bổ núi, chặn trường giang. Giờ phút này tôn giả liền trước mặt bọn họ. Chương 687. Điều kiện tiên quyết trở thành thiên vũ. Đây mọi người ngồi xuống, lão già kia chậm rãi mở mắt. Ánh mắt bình thường nhưng dưới ánh nhìn ai cũng cảm thấy mình không che giấu được gì. Bất cứ bí mật không còn, mọi thứ dường như bị hai con mắt nhìn thấu. Các người vì sao tới đây? Lão nhân mở miệng hỏi mọi người ngớ người. Vì sao tới? Đương nhiên vì tăng thực lực, vì muốn nhìn thấy tồn tại cường hãn trong truyền thuyết, vì võ đạo mà đến. Trong đó một người trả lời, đại lục cửu tiêu, người nào không vì võ đạo, võ tu hùng mạnh, không gì không làm được thông thiên triệt địa, nắm giữ vận mệnh người khác. Các người cũng vậy sao? Lão nhân đưa mắt nhìn mọi người, đa số gật đầu. Họ là vì võ đạo tới. Tốt, các người là vì võ đạo đến. Vậy ai nói cho ta biết võ đạo là gì? Lời bình thản của tôn giả truyền vào óc mọi người làm mọi người run lên. Cái gì gọi là võ đạo? Võ giả cường đại được mọi người tôn sùng vượt trên, lật tay thành mây, đảo tay thành mưa. Nhưng võ đạo là gì, ít người trong họ nghĩ tới, cho nên mọi người liền im lặng. Không ai có thể nói cho ta biết sao? Tôn giả lại mở miệng hỏi, sắc mặt mọi người dần cứng lại. Vấn đề đơn giản họ lại không biết trả lời thế nào. Rất nhiều người cúi đầu thấy họ hổ thẹn. Ngay cả võ đạo các người chưa rõ, nói gì là theo đuổi võ đạo. Tôn giả thở dài, mọi người càng thêm xấu hổ. Họ luôn miệng nói theo đuổi võ đạo, trèo trên con đường võ đạo, nhưng võ đạo là gì không ai trả lời được. Võ đạo, ta đại khái có thể phân ra mấy quá trình: tu luyện công pháp võ kỹ, rèn luyện thân thể, khai quật lực lượng bản thân, khai quật lực lượng đột phá cực hạn, quan ngộ mượn lực lượng thiên nhiên, lợi dụng lực lượng tự nhiên, nắm giữ lực lượng thiên địa trong tay, lĩnh ngộ áo nghĩa trong đó, biến lực lượng thiên địa cho ta sử dụng. Cuối cùng các người không cần nghĩ. Lời lão nhân chậm rãi lại nói tiếp. Đây là cách nhìn võ đạo của ta, các người nghĩ sao? Bước đầu tiên là lực lượng bản thân, thứ hai là mượn lực lượng thiên địa, thứ ba là nắm giữ lực lượng thiên địa trong tay. Rất hình tượng, làm người nghe dễ hiểu. Hơn nữa, sự thật hình như là thế. Từ lúc nhỏ yếu ban đầu là dựa vào lực lượng chính mình, sau đó là dựa thế, lợi dụng lực lượng bên ngoài, càng về sau khi quen thuộc là nắm giữ trong tay. Từng bước lên trời, có thể nắm giữ lực lượng thiên địa trong tay thực sự mới là cường giả. Tôn giả e rằng cũng là không thể nắm giữ trong tay. Lời của ta các người hiểu được không? Lão nhân lại hỏi mọi người dùng mình. Hiện tại chúng ta tu luyện, vận hành công pháp, hấp thu nguyên khí thiên địa. Đây là mượn dùng lực lượng thiên địa, chúng ta nghiên cứu thần thông võ đoạt, thủ đoạn công kích, lĩnh ngộ ý chí. Thứ này là mượn dùng lực lượng của thiên địa. Ai có thể mượn được nhiều lực lượng thiên địa hơn, hiểu được dùng ý nghĩa, ý chí nắm giữ lực lượng thiên địa nhiều hơn, cái đó chính là càng mạnh hơn. Có người lập tức nói, lão già lập tức gật đầu. Đại khái có thể nói như thế. Lực lượng thiên địa tự nhiên làm thần thông thủ đoạn các người trở nên mạnh mẽ, khiến lực lượng ý chí các người trở nên cường đại hơn. Các người không ngừng tiếp cận lực lượng thiên địa, chỉ có thể như vậy tu vị các người mới có thể không ngừng tiến bộ. Lâm Phong không ngừng gật đầu. Điều này hắn lĩnh ngộ càng sâu sắc hơn một chút.
Bất kể là trên kiếm đạo, lực lượng Phật ma, lực lượng bản thân đều có gông cùng xiềng xích. Chỉ có thể dùng lực lượng bên ngoài, mượn lực lượng tự nhiên mới có thể làm cho kiếm phát huy ra uy lực mạnh mẽ hơn, trở nên càng mạnh càng thêm kinh khủng. Lĩnh ngộ được điểm này, với các người lại nói cho ta biết, phải làm thế nào mới có thể để thăng tu vị? Có đủ lực lượng chân nguyên cảnh giới tất nhiên là để thăng tu vị. Có người trả lời. Cảnh giới đó là gì? Tôn giả hỏi tiếp mọi người sửng sốt. Cảnh giới là gì? Cảnh giới làm thế nào để tăng? Tôn giả lại hỏi. Cảnh giới là một loại lĩnh ngộ càng sâu, cảnh giới càng cao. Có người trả lời. Cảnh giới là thứ võ giả sử dụng thường xuyên nhưng lại là thứ hư ảo không nói thành lời. Cảnh giới trên ý nghĩa là phân chia bằng ngang với tu vị. Cảnh giới đạt được rồi, chỉ cần tu luyện thì sớm muộn các người cũng bước vào cảnh giới đó. Chúng ta không có lúc nào không lợi dụng cảnh giới chúng ta. Cảnh giới trên tu vị, cảnh giới trên thần thông võ đạo. Cảnh giới tăng lên giống như là nước và đá. Tôn giả nói xong, vùng tay lập tức hư không xuất hiện một giọt nước không ngừng nhỏ xuống mặt đá. Cảnh giới các người giống như đá này, không chút sức mẻ, mà tu luyện các người thì giống như nước. Cảnh giới tăng lên, tựa như nước chảy đá mòn. Nước chảy thành sông, muốn làm nước chảy đá mòn vậy nhất, rất nhiều phương pháp. Các người có thể thay đổi tốc độ nước chảy, làm lực lượng nước chảy nhiều hơn trong khoảng thời gian, cũng có thể nước nhỏ lên từ trên xuống. Các người có thể làm cho nước sắc bén hơn, làm lực lượng của nước mỗi lần va chạm vào đá mạnh hơn. Các người muốn nước chảy đá mòn nhanh hơn còn có thể để nước chảy đá mòn. Mỗi giọt này rơi một chỗ mới tạo thành nước chảy thành sông trong thời gian ngắn nhất. Theo tiếng tôn giả, một giọt nước rơi xuống vang lên, lọt vào trong đá. Các người hiểu chưa? Tôn giả vung tay giọt nước nào theo hòn đá biến mất. Tại trong một khoảng thời gian, nhiều giọt nước rơi lên đá nhiều hơn chính là chăm chỉ, khiến nước chảy sắc bén, tăng lực lượng và chạm là kỹ xảo là lĩnh ngộ. Nước chảy đá mòn mỗi lần đều là giọt vào vị trí là niềm tin, là truyền chú, là kiên trì trước sau không ngừng nghỉ. Lâm Phong chậm rãi mở miệng, tôn giả ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Phong mỉm cười. Đúng, muốn nâng cao cảnh giới dựa vào chăm chỉ, dựa vào giao tranh, dựa vào thiên phú, dựa vào kỹ xảo, dựa vào tinh thần, chấp nhất với võ đạo. Các người đều là thiên tài tuyệt vực, thiên vũ cảnh cũng không cách xa các người. Chỉ cần các người có phương pháp chính xác suy nghĩ lĩnh ngộ đi giao tranh chiến đấu, thiên vũ cảnh là rất gần các người. Thiên vũ, danh như ý nghĩa, muốn đạt được cảnh giới này là thiên nhân hợp nhất. Chỉ có cường giả thiên nhân hợp nhất mới thông qua được lĩnh ngộ sức mạnh tự nhiên thành tựu thiên vũ. Muốn bước vào thiên vũ đầu tiên phải bước vào thiên nhân hợp nhất. Mọi người run rẩy, thiên vũ lại có điều kiện hà khắc như thế, thiên nhân hợp nhất mới có thể bước vào. Sau khi bước vào thiên vũ cảnh, các người càng thêm chú trọng hơn đối với lực khống chế của lực lượng tự nhiên. Các người cần tu luyện thủ đoạn thần thống cường hãn. Các người cần lĩnh ngộ lực lượng ý chí, ngọn lửa ý chí kiếm đạo, thường thiền ý chí cung cấp bậc với thiên vũ cảnh. Trên mỗi người lĩnh ngộ ra ý chí cường hãn, người còn lại lại không lĩnh ngộ được, vậy thì kẻ lĩnh ngộ dễ dàng đánh bại người không có. Phía trên thiên vũ cảnh, các người phải làm cho ý chí đạt đến viên mãn, bước vào áo nghĩa. Cường giả thành tựu áo nghĩa đối với các người mà nói quá xa rồi, đã có thể bước đầu nhìn trộm sức mạnh thiên địa. Cường giả áo nghĩa liền trở thành tôn giả. Thiên nhân hợp nhất có thể nhập thiên vũ, cường giả áo nghĩa mới trở thành tôn giả, thật khủng bố. Có một điều, dù là thiên nhân hợp nhất nhưng lòng có chấp niệm không thể buông bỏ, lòng có vướng bận không thể thăng cấp thành thiên vũ. Trở thành cường giả thiên vũ chỉ có thể thiên nhân hợp nhất, tâm vô tạp niệm, người hợp nhất với thiên địa, thiên cùng ý hợp mới có thể từ huyền vũ cảnh lột xác thành thiên vũ cảnh. Thiên vũ chỉ có thiên nhân hợp nhất phù hợp với lực lượng thiên địa mới bước vào được thiên vũ cảnh. Chương 688 Hoàng. Nhớ lấy lời ta, muốn nhập thiên vũ tất phải thiên nhân hợp nhất, lòng không có ràng buộc, vứt bỏ hết thảy, không chút vướng bận. Nếu trong lòng còn là điều ràng buộc mãi không buông bỏ, các người có khả năng vĩnh viễn dừng ở huyền vũ cảnh đỉnh phong, không thể phá vỡ một bước cuối cùng tiến vào thiên vũ. Tôn giả lặp lại, mọi người dùng mình, ai cũng cố nhớ kỹ. Muốn nhập thiên vũ trước phải lĩnh ngộ thiên địa, bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, còn vứt bỏ ràng buộc trong nào mới có thể phá tan huyền vũ cảnh. Tu luyện võ đạo chăm chỉ rất trọng yếu, chấp nhất đối với võ đạo còn có tinh thần cứng cỏi. Võ đạo cũng quốc trọng yếu, còn vũ hồn cũng là phi thường trọng yếu.
Vũ Hồn có lẽ quyết định đến vận mệnh các người khi bước chân vào Thiên Vũ Cảnh. Tôn giả tiếp tục nói giọng như cũ, như thần trung cổ mộ gõ vào trong lòng mọi người. Vũ Hồn rất có thể quyết định vận mệnh bọn họ khi mà bước vào Thiên Vũ Cảnh. Đối với đa số mà nói, Vũ Hồn là bẩm sinh, là tiên thiên chi vật, vẫn mãi đi cùng các người. Vũ Hồn và thân thể các người phù hợp nhất, là một loại kết quả lực lượng hồn phách các người trước khi bước vào Thiên Vũ Cảnh. Các người lĩnh ngộ ý chí là liên quan đến ý chí Vũ Hồn, như phòng ý chí ở đoàn vô đạo, thường thiền ý chí của Đế Lăng. Mà sau khi tiến vào Thiên Vũ Cảnh, cảnh giới các người đã rất cao. Hơn nữa sau khi bước vào thiên nhân hợp nhất, càng thêm phù hợp với thiên địa tự nhiên. Tại trong tối tăm là nhận được một cái lực lượng ý chí tương quan với Vũ Hồn, bước vào lĩnh vực ý chí. Đại đa số người chỉ cần lĩnh ngộ sâu nhất liên quan tới Vũ Hồn. Cho nên mỗi một cường giả Thiên Vũ Cảnh, nếu sau khi bước vào Thiên Vũ Cảnh mà không lĩnh ngộ ra được ý chí lực lượng, vậy cơ bản không phải đối thủ của người khác. Một Thiên Vũ cường đại thì có thể vượt cấp giết người. Tôn giả chậm rãi nói, rất nhiều người chằm chằm nhìn Lâm Phong, còn chưa tiến vào Thiên Vũ Cảnh mà bước chân ý chí kiến đạo tầng 5. Thiên Vũ đáng sợ như thế được nhiều thế lực lớn tranh đoạt, loại thiên tài này quá ít. Lâm Phong, không bằng ngươi để cho họ cảm thụ một chút ý chí kiếm đạo của ngươi đi, cho họ biết cái gì là cảnh giới huyền diệu. Tôn giả thấy vậy, khẽ cười với Lâm Phong. Lâm Phong lập tức đáp, được. Xoay người, Lâm Phong nhìn tới một gốc cổ thụ trong sân. Một luồng ý chí kiếm đạo đáng sợ từ người hắn bộc phát. Giờ khắc này mọi người cảm giác giống như vạn tia kiếm khí tàn sát bừa bãi như xuyên thủng thân họ. Lường theo từng tiếng xoẹt xoẹt, mọi người hoảng sợ phát hiện gốc cổ thụ kia, vô số cành lá cây bị băm nát, toàn bộ bị kiếm khí rất nhỏ đâm qua, không cần nhúc nhích, chỉ cần lực lượng ý chí có thể lấy mạng người khác. Đây là lực lượng ý chí sao? Hơn nữa hiện giờ Lâm Phong chỉ là Huyền Vũ Cảnh, nếu khi bước đến Thiên Vũ Cảnh, lực lượng ý chí càng thêm hùng mạnh. Không tệ, Tôn giả mỉm cười nói, đây là lực lượng ý chí, ta có thể cho người tiếp tục cảm thụ thêm một lần áo nghĩa lực lượng thế nào. Áo nghĩa mọi người cảm kích không thôi, không ngờ họ có cơ hội cảm thụ áo nghĩa, mọi người đều đưa mắt nhìn lão nhân. Áo nghĩa mà ta lĩnh ngộ là phòng áo nghĩa, gió thay đổi thất thường, không nắm giữ được, không thấy được, không sợ được, các người nhìn kỹ. Lời vừa ra, lão nhân ngồi ở lăng không lên, một thân tồn giả dường như là dựng lên, lại giống như cái bóng hư ảo. Lập tức một trận gió thổi qua, tại không gian quanh thân mọi người toàn bộ là bóng dáng tồn giả, đứng trước mọi người như muốn bao vây toàn bộ giống như gió, nháy mắt là xuất hiện ở mọi ngõ ngách. Vươn tay họ là chạm tới hình ảnh trước người không có gì dường như không phải sự thật. Sau đó lại là một trận gió thổi quét mà qua, tất cả run lên bởi họ cảm nhận được hình ảnh hư ảo bên cạnh họ đụng vào họ một cái, chỉ là chớp mắt ngắn ngủi. Là thật sao? Đưa mắt nhìn nhau họ là cảm thấy khiếp sợ trong mắt đối phương. Sao có thể như vậy? Hình ảnh kia rốt cuộc là ảo hay thực sự? Khi mà bọn họ tưởng là thật thì sờ không tới, khi họ còn cho là hư ảo thì chân thật như thế. Áo nghĩa, đây là áo nghĩa. Bọn họ rung động không thôi. Đây là một cái góc núi băng của áo nghĩa mà thôi. Như vậy đã khiến họ không thể tin tưởng rồi. Năng lực thần thông của tôn giả họ còn chưa thể chạm tới. Trước kia, họ đã cho rằng mình rất hùng mạnh rồi, hiện tại họ mới phát hiện. Tiếp xúc càng rộng, họ mới thấy mình vô tri vô năng cỡ nào. Bọn họ giống như những người mới nhìn thấy được võ đạo, giống như cái gì cũng không động. Mà trước mặt lão nhân vì cái gì mở ra một đường võ đạo khác, một thế giới khác. Bước vào Thiên Vũ Cảnh, các người có một loại năng lực trọng yếu, chính là lực lượng linh hồn mạnh hơn. Các người bắt đầu tiếp xúc vận dụng linh hồn. Vũ hồn các người có thể ngừng thực hoàn chỉnh, phát ra uy lực mạnh hơn. Mỗi một câu chấn động lòng người, Thiên Vũ Cảnh quả nhiên không phải Huyền Vũ Cảnh có thể so sánh. Là sự thăng hoa của Huyền Vũ Cảnh tiến đến cảnh giới cao độ khác. Ta nghe nói, trong thế lực cường đại, võ đạo tắt sẽ có lối tắt. Như vậy, ngoài việc chăm chỉ dựa vào thiên phú cùng tâm trí, còn cách nào khác để đề thăng tu vị cùng cảnh giới không? Có người mở miệng hỏi, người này lập tức vệnh tai, dụng tâm nghe. Họ hiểu ra hàm nghĩa câu hỏi này, kỳ thực nói không tục một chút. Người này đang hỏi nếu ta gia nhập thần cung thì có tài nguyên lợi hại tu luyện hay không để ta tăng cảnh giới nhanh hơn người khác. Vị tôn giả kia tự nhiên nghe hiểu ý tứ trong câu, cười nói.
Đương nhiên bất kể ngươi ở cảnh giới nào đều có tài nguyên tu luyện hùng mạnh tương ứng với cảnh giới tu luyện. Cường giả tiên bố cảnh có thể lợi dụng ý chí để đi tu luyện. Ý chí chi tinh ẩn chứa lực lượng ý chí làm người ta đi cảm ngộ nâng cao ý chí. Đương nhiên người cần phải lấy được ý chí chi tinh tương đương đối với ý chí người lĩnh ngộ. Tỉ như là người lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo có được ý chí chi tinh của kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm đạo nhanh hơn. Nếu mà ý chí chi tinh khác tất nhiên là có trợ giúp của người lĩnh ngộ phương diện khác nhưng không thể mãnh liệt như thế. Ý chí chi tinh này tất là phi thường trân quý, có người nói. Đương nhiên những thế lực giống thần cung, ý chí chi tinh không nhiều, chỉ có thể để cho người tầm phúc sử dụng. Nhưng mà trong thế giới cung điện hoàng giả kia nhất định không có, có không ít ý chí chi tinh, thậm chí là có áo nghĩa chi tinh. Tôn giả cười nói làm cho mọi người run lên. Thế giới cung điện hoàng giả trong miệng của tôn giả không thể nghi ngờ chính là nơi ở của cường giả tuyệt thế theo lời Bắc Minh. Hoàng giả, hóa ra trên tôn giả gọi là hoàng, hoàng này là hoàng giả võ đạo Vũ Hoàng. Tại thế giới cung điện hoàng giả, ngoài ý chí chi tinh còn có áo nghĩa chi tinh. Nghĩ rằng Bắc Minh cũng nói với các người, bước vào thế giới của hoàng giả các người chỉ cần giao ra một vật, những vật khác đều có thể giữ lại mình dùng. Vật duy nhất kia chính là áo nghĩa chi tinh. Tôn giả mỉm cười nói, những thế lực lớn cần là áo nghĩa chi tinh. Có được áo nghĩa chi tinh có thể đề cao thực lực của người đứng đầu. Các tông môn thế lực tự nhiên càng trở nên mạnh hơn. Về phần những bảo vật khác họ là không thu lấy là vì muốn người tiến vào bí cảnh có được lợi ích, nếu không cũng không ai muốn mạo hiểm tiến vào. Tiền bối, ta còn một vấn đề, ý chí chi tinh này sinh ra thế nào? Lúc này Lâm Phong mở miệng hỏi. Ý chí chi tinh, nếu là ý chí chi tinh sinh ra tự nhiên, loại này chân quý nhất. Còn loại sinh ra sau thì nhiều thủ đoạn, tỉ như một cái thanh kiếm được sinh mệnh ý chí, một khi trải qua lâu năm sinh ra được ý chí chi tinh thạch kiếm đạo. Một võ giả cường đại, lúc hắn nơi nào đó lĩnh ngộ ý chí cũng sinh ra ý chí tinh thạch. Áo nghĩa chi tinh là giống vậy. Ta hiểu rồi, Lâm Phong gật đầu, mọi người dường như có chút suy nghĩ đang tiêu hóa những kiến thức này. Các người còn vấn đề gì muốn hỏi sao? Lão nhân nhìn mọi người tất cả im lặng, nhất thời không nghĩ ra điều muốn hỏi. Nếu đã không có, hôm nay liền dừng ở đây thôi. Chưa bị, đi thôi. Tôn giả thản nhiên nói mang uy nghiêm, mọi người đứng dậy khom người, chào rồi rời đi. Chương 689, võ kỹ thiên cấp. Rời khỏi chỗ ở của tôn giả, mọi người có cảm giác buồn bã giống mất mát. Dù chỉ là thời gian ngắn ngủi nhưng buổi nói chuyện với tôn giả để họ mở mang thêm về thế giới võ đạo. Không có quá nhiều ngôn ngữ đối thoại nhưng mà hiểu biết của họ đối với võ đạo là thấu triệt thêm vài phần. Đối với cảnh giới phía trên huyền vũ cảnh càng rõ sáng tỏ hơn. Trong lòng sinh ra một cố khát vọng nắm giữ lực lượng ý chí, khát vọng tấn nhập nhóm cường giả thiên vũ, thậm chí khát vọng lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa thần kỳ kia đạt đến thành tựu tôn sư trên võ đạo, còn cảnh giới xa xôi hơn, hoảng. Hiện tại họ nắm được cơ hội tiến vào thế giới cung điện của Hoàng. Nơi đó có lẽ là đạt được ý chí chi tinh, có lẽ đạt được những trọng bảo khác. Thế giới Hoàng mấy ngàn năm trước tôn vũ làm hộ vệ, thiên vũ làm lô tì. Nếu nói bên trong không có trọng bảo, người là ta ngược lại không tin. Mặc dù là một di vật của tôn giả cũng tuyệt đối có thể làm người ta điên cuồng. Tôn giả đối với bọn họ là cao cao tại thượng, chỉ có thể ngước lên mà nhìn. Bước vào sân, cung chủ Bắc Thần Cung bên ngoài chờ, hắn luồn luồn tại chỗ này chưa từng rời đi, thấy mọi người đi ra mặt nộ vui cười nói. Đã gặp mặt tôn giả nói như vậy chư vị đối với võ đạo có một loại nhận thức khác. Hiện tại ta muốn hỏi chư vị, ai nguyện ý gia nhập thần cung ta tuyệt không bạc đãi. Ánh mắt mọi người sáng lên, lúc này đây ngoại trừ mấy người Lâm Phong, những người khác đều động tâm, họ dường như cần một thế lực hùng mạnh, thế lực làm họ trở nên mạnh mẽ. Ta nguyện sai ấy. Nguyện ý gia nhập thần cung, có người quyết định nói ra. Ta cũng nguyện ý. Lại có người phụ họa, chứa mấy người Lâm Phong gần như tất cả mọi người tỏ thái độ nguyện ý gia nhập thần cung. Thế một màn như vậy, Mặc Bát Minh lộ ra nụ cười, nhưng mắt luôn chằm chằm nhìn Lâm Phong và Quân Mạc Tích, nắm hy vọng. Hắn là hy vọng nhất hai người họ có thể nhập thần cung. Tuy nhiên Lâm Phong vẫn bất động như trước, sắc mặt thản nhiên mà bình tĩnh. Lâm Phong, Quân Mạc Tích, Đường U Vân Phi, Dương Thanh Mộng tâm, các người không muốn suy nghĩ thêm sao? Bắc Minh gọi tên 5 người đề nghị. Ý tốt cùng chủ Lâm Phong tầm lĩnh, nhưng bản thân Lâm Phong có sư môn của mình. Hơn nữa
còn là đứng đầu tông môn sao có thể gia nhập thế lực khác. Lâm Phong lắc đầu cự tuyệt khiến Bắc Minh sửng sốt. Hóa ra Lâm Phong lại là người đứng đầu một tông môn. Đám người quân Mạc Tích đều cự tuyệt, họ không có hứng thú với việc gia nhập thần cung. Được, nếu chư vị đã quyết tâm ta cũng không khuyên bảo thêm, hiện tại những người còn lại theo ta. Bắc Minh lắc đầu thở dài, lập tức dẫn mọi người rời đi. Chấp động trong hư không, dưới chân từng tòa cung điện hùng vĩ lướt qua. Cuối cùng Bắc Minh dẫn mọi người tới một tòa cung điện cao vút, trong mây đáp xuống. Cung điện cực kỳ an bình, cửa chính cung điện mở rộng, bước vào trong đó dễ dàng phát hiện trong đó là từng dãy sách cổ rực rỡ muôn màu. Bên trong mấy bóng người an tĩnh lật xem sách cổ. Phiên Vân Trường, Tiêu Dao Kiếm Quyết, Thiên Nguyên Công Pháp. Lâm Phong Túy nhìn lướt qua mắt ngạc nhiên, toàn bộ nơi này là công pháp võ kỹ thần thông lợi hại. Ở đây tất cả các công pháp võ kỹ từ cấp thấp đến địa cấp thượng phẩm, phàm là người nội cung Bắc Thần Cung có thể túy lật xem, nhưng không thể mang ra ngoài. Nếu muốn tu luyện có thể học thuộc hoặc là sao thành một bản khác mang đi, những cái khác thì không có bất kỳ hạn chế. Lời Bắc Minh Thần Cung làm ánh mắt mọi người rực rỡ. Công pháp võ kỹ địa cấp thượng phẩm với họ là phi thường chân quý, nhưng chỉ cần là người nội cung Bắc Cung là có thể tùy ý lựa chọn tu luyện. Đây là ưu đãi thế lực tông môn cường đại, chênh lệch chính là sinh ra chỗ này. Thử hỏi thiên phú giống nhau, một người dựa vào tìm tòi bản thân, một người có điều kiện tốt, dù là xuất phát điểm họ có sai lệch thì vận mệnh họ nhất định càng sai biệt. Nhớ ngày đó ta dựa vào kỳ ngộ mới chiếm được công pháp võ kỹ địa cấp hạ phẩm Bá Đào Quyết Thập Ảnh Tự Sát Thuật, nhưng hiện giờ trong này võ kỹ địa cấp thượng phẩm có thể tùy ý chọn. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, những người khác có chút kích động. Về phần sau, bọn họ căn bản không thiếu công pháp võ kỹ tu luyện, thậm chí đồng thời tu luyện nhiều thứ. Đại điện to như vậy, hàng trăm hàng triệu quyển công pháp võ kỹ tùy ý cho họ lựa. Lâm Phong, đại hội tuyết vực lần này là ngươi đứng đầu, thần cung đương nhiên bàn thưởng cho ngươi. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập thần cung, vốn có thể cho ngươi lên tầng thứ hai đại điện, chọn công pháp thiên cấp thần cung. Nhưng mà ngươi từ chối gia nhập thần cung như trước không bạc đãi ngươi, ban thưởng cho ngươi một bộ công pháp võ kỹ thiên cấp. Tuy nhiên, không thể để ngươi tự do lựa chọn. Ngươi nói ta biết ngươi muốn lấy công pháp hay võ kỹ hay loại nào khác để ta giúp ngươi lựa chọn. Thiên cấp, mọi ánh mắt hâm mộ nhìn Lâm Phong, đây là khác biệt đãi ngộ. Nếu Lâm Phong nguyện ý gia nhập thần cùng thần thông năng lực thiên cấp có thể tùy cho hắn chọn. Đáng tiếc, thực không rõ vì sao Lâm Phong cự tuyệt. Hơn nữa dù Lâm Phong cự tuyệt, thần cùng vẫn ban thưởng cho hắn một bộ thần thông thiên cấp. Họ không có đãi ngộ này bởi vì Lâm Phong là đệ nhất đại hội tuyết vực, tiến vào thế giới vương giả cần và dựa thực lực dũng mãnh của Lâm Phong. Thiên cấp, Lâm Phong nói nhỏ, công pháp thì có Đại Nhật Phần Thiên Kinh là đủ, mà thần thông võ kỹ hắn cũng kỳ ngộ không ít. Cửu chuyển vật ma công, kiếm đạo lực lượng, bất kể công kích hay phòng ngự đều là thần thông siêu cấp hùng mạnh, không yếu hơn thiên cấp. Lâm Phong, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, công pháp võ kỹ thiên cấp là không bàn mà hợp với lĩnh ngộ của ý chí, ngươi có thể lựa chọn một bộ kiếm quyết. Bác Minh đề nghị với Lâm Phong. Kiếm quyết, Lâm Phong lắc đầu, có được ẩm huyết kiếm, lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo tầng 5, hơn nữa một thanh kiếm trong hoàng vu hư không trong đầu, đã xúc tiến cho hắn lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo, hắn không cần kiếm quyết. Ta cần một bộ võ kỹ thần pháp, tốt nhất là võ kỹ hệ phòng. Lâm Phong mở miệng yêu cầu, loại công kích phòng ngự đều đã có, công pháp hùng mạnh hắn thiếu tốn nhất hình như là thần pháp. Thời điểm ở đại hội tuyết vực, đối mặt cường giả khác, thần pháp hắn không áp chế được người khác, chủ yếu là dựa vào kiếm khủng bố lực lượng hắn, nên là dựa lựa theo chọn phòng võ kỹ thần pháp. Được, ta sẽ giúp người chọn một bộ võ kỹ thần pháp thiên cấp. Bắc Minh gật đầu, lấy ra ngọc thì 5 sao đặt trên lỗ khảm 5 sao nhiều màu, khoảng khắc một cái đám hào quang hiện, thân hình Bắc Minh trực tiếp biến mất tại chỗ. Thật thần kỳ. Mọi người nhìn nơi Bắc Minh biến mất cũng không biết Bắc Minh lấy võ kỹ gì. Đáng tiếc quân Mạc Tích cũng không nguyện ý gia nhập thần cung, nếu không có thể lựa chọn võ kỹ thiên cấp của thần cung. Qua một thời gian, Bắc Minh mới từ trong đó đi ra. Trong đó là cầm viên ngọc, trên ngọc dường như ánh tỏa sáng là ký ức ngọc. Lâm Phong, đây là một bộ phòng khí cửu thiên, là thiên cấp hạ phẩm, luyện nó có thể ngộ ra phòng ý người cất kỹ. Bắc Minh đem ký ức ngọc đưa Lâm Phong. Lâm Phong cũng không nhìn, trực tiếp thu hồi, khiến ánh mắt Bắc Minh hiện lên tia cảm thán. Lâm Phong, người này không gia nhập thần cung thật đáng tiếc. Quân Mặc Tích, Đường U U, bốn người các người nếu nguyện ý gia nhập thần cung ta, cũng có thể bàn thưởng các người công pháp võ kỹ thiên cấp đấy. Đáng tiếc các người toàn bộ cự tuyệt. Đại điện công pháp võ kỹ này các người liền túy lựa chọn khoảng 5 bộ có thể trực tiếp mang đi. Mặt khác, còn có đại lễ đế quốc Long Sơn,
ta sẽ phái người tự mình mang đến đế quốc Long Sơn. Quân Bạc Tích tạ ơn hảo ý cung chủ, về phần ban thưởng cho cá nhân tôi thì không cần. Quân Bạc Tích lắc đầu, năng lực thần thông bản thân hắn tu luyện rất mạnh, công pháp võ kỹ thiện cấp với hắn mà nói chính thức có hấp dẫn mạnh mẽ. Đối với địa cấp định phòng dù quý báu, đối với Quân Bạc Tích không tác dụng lớn. Đường U và Thanh Mộng Tâm cũng không lấy. Tạp mà không tinh, hiện tại các nàng muốn truyền tầm tu luyện cho giỏi, võ kỹ công pháp của mình đã. Duy chỉ có Vân Phi Dương không bỏ qua, một người đoạt 5 bộ công pháp võ kỹ mới dừng. Cùng chủ, sự tình nơi đây đã xong, ta cũng muốn rời khỏi. Thời gian địa điểm đi vào bí cảnh vương giả, kính xin cùng chủ báo cho, đến lúc đó ta sẽ tới, thay mặt thần cùng vào trong đó. Những cái này các người nhận lấy. Bàn tay Bắc Minh huy động, mọi người tiếp xúc ký ức ngọc giả ném ra, lại thấy Bắc Minh nói. Nơi này có bản đồ đại lục, khối hoàn chỉnh, địa điểm bí cảnh vương giả ta đánh dấu tốt, trong vòng 3 tháng các người nhất định phải tới. Được, đám Lâm Phong gật đầu, giữa bọn họ tín nhiệm lẫn nhau là một loại quyết đoán của cường giả. Nếu thần cung dùng đám Lâm Phong cũng không hoài nghi bọn họ, túy để bọn họ tự chủ an bài.